Chào mừng các bạn đến với khóa học kỹ năng tư vấn bán hàng. Bài 6. Hành vi phi ngôn ngữ. Khi giao tiếp, chúng ta dùng lời nói để truyền đạt thông điệp phải không các bạn? Tuy nhiên, đối phương không nói ra nhưng chúng ta vẫn có thể đoán biết họ muốn nói điều gì. Đó là hành vi phi ngôn ngữ. Trong giao tiếp phi ngôn ngữ là cách gửi và nhận thông tin từ những gì mà chúng ta thể hiện ra bên ngoài trong quá trình giao tiếp. Nó bao gồm tất cả những thao tác của bộ phận cơ thể như cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, giọng điệu, dáng đứng, khoảng cách, v.v. Giao tiếp bằng mắt. Đôi mắt bộc lộ cảm xúc, sự quan tâm, sự tự tin, thay lời muốn nói. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó sẽ truyền tải cảm xúc cũng như thái độ ra bên ngoài. Trong giao tiếp, đôi mắt cho chúng ta biết nhiều chỉ dấu, thay lời muốn nói. Qua ánh mắt, chúng ta có thể đoán người đối diện muốn diễn đạt điều gì với chúng ta. Mời các bạn xem cụ thể như sau. Nếu mắt người ta nhìn xuống đất, cho biết đang ngại ngùng, hồi hộp hoặc không đáng tin cậy. Mắt của họ nhìn về một hướng, mi mắt và tròng mắt hơi cụp xuống, cho biết họ đang buồn. Tròng mắt mở to, hai con mắt nhìn rất mạnh vào người khác, thể hiện sự bực tức, tức giận. Họ nheo mắt kèm theo nhướng đầu ra, nghe hoặc ghé tai ra phía trước, cho biết họ không hiểu hoặc muốn nghe rõ hơn. Khi họ tránh giao tiếp bằng mắt, có thể là đã làm gì đó sai trái và cảm thấy mặc cảm, tội lỗi. Khi nhìn thẳng vào mắt, thể hiện sự chú ý, sự quan tâm, cảm thấy thật vui khi được gặp gỡ. Nếu biết dùng đôi mắt trong giao tiếp, sẽ giúp chúng ta thêm cởi mở và truyền tải sự thích thú, chú tâm, nhiệt tình và độ tin cậy đến người đối diện. Chúng ta quan sát cách nhìn của đôi mắt để đoán suy nghĩ của khách hàng các bạn nhé. Nếu khách hàng nhìn lên phía bên trái, thì họ đang hình dung sự việc trong quá khứ. Nếu họ nhìn lên phía bên phải, thì họ đang hình dung về sự việc đang bàn luận. Nếu họ nhìn xuống bên phải, là họ đang gợi nhớ cảm xúc những gì đã qua. Họ nhìn ngang bên trái, gợi nhớ âm thanh trong quá khứ. Họ nhìn ngang bên phải là họ đang tưởng tượng cái viễn cảnh đẹp, một viễn cảnh thành công nào đó. Nếu họ nhìn xuống bên trái là họ đang tự hỏi mình có nên mua hay không, có nên chốt hay không. Biểu cảm trên gương mặt sẽ biểu lộ cảm xúc, cái tôi của một người. Khi vui, khuôn mặt trông rạng rỡ, các cơ trên mặt căng giãn ra. Khi buồn bực, trong lòng nặng trĩu, các cơ trên khuôn mặt cũng bị trùng xuống. Nụ cười là một trang sức trong lúc chúng ta giao tiếp. Cười sẽ thể hiện sự vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình và thích thú. Cười thường sẽ lây từ người này sang người khác, giúp giao tiếp được thuận lợi hơn, gần nhau hơn, cởi mở hơn. Mang lại sự thoải mái, cảm giác thích ở bên cạnh và muốn lắng nghe nhiều hơn. Vậy, hãy cười thật nhiều nha các bạn. Giọng điệu. Dựa vào cách người đối diện phát âm, chất giọng, tông điệu cao thấp, nhịp điệu khi nói của họ, chúng ta có thể đoán biết cảm xúc vui, buồn, phấn khích, hứng thú, v.v. Ví dụ khi vui giọng nói khác, khi buồn giọng nói khác và khi tức giận thì giọng nói sẽ khác. Cử chỉ. Thông thường, sau lời chào hỏi xã giao, các bên sẽ bắt đầu chú ý đến các cử chỉ phi ngôn ngữ của người đối diện nhằm để đoán thái độ không lời của đối phương, giúp chúng ta thay đổi tình thế kịp thời. Điều này sẽ hỗ trợ đắc lực cho lời nói, tác động hiệu quả trong giao tiếp. Ví dụ qua những cử chỉ như vuốt mái tóc hay lấy tay che miệng khi cười, khua tay, nới cà vạt, v.v. Bàn tay đưa lên ngực khi nói thể hiện sự chân thật, chân thành. Ngón tay cái mà đưa lên cằm thể hiện thái độ chỉ trích và tiêu cực. Dùng tay xoa cằm cho biết sự kiên định, quả quyết, quyết định. Tay xoa mũi cho biết không muốn đề cập đến chủ đề này nữa. Đặt cặp kính lên môi là đang do dự hay trì hoãn việc đưa ra quyết định. Tự mình nhìn lướt nhanh qua cặp kính của mình cho biết đang có ý chỉ trích, phê bình và cần phải xem xét vấn đề một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng hơn. Dùng tay che miệng khi nói, xoa mắt, xoa tai, ngăn mũi, không nhìn trực diện mắt người đối diện, cho biết đang có sự lừa dối gì đây. Tay chống nạnh thể hiện ưu thế về quyền lực. Khi nói, lòng bàn tay mở, truyền tải sự cởi mở và thẳng thắn, không có dấu giếm gì hết. Bàn tay nắm lại là chỉ dấu không thân thiện. Gõ nhẹ các ngón tay xuống bàn khi nói chuyện là đang cân nhắc trước khi ra quyết định. Bắt tay là một thủ tục nghi lễ, tình bạn nhưng còn cho biết tính cách con người, tư cách con người, sức mạnh và độ đáng tin cậy ở đó. Bắt tay lỏng lẻo cho thấy sự bất an, yếu đuối, không thực sự quan tâm. Bắt tay lướt nhanh cho biết sự kiêu ngạo, hời hợt. Bắt tay mạnh mẽ thể hiện sự tự tin, ổn định và đáng tin cậy, giúp mở ra một cuộc đối thoại mới và tình bạn mới. Tư thế và điệu bộ. Với tư thế đứng thẳng lưng, hơi ngả người về phía trước cho thấy dễ gần, dễ tiếp thu và thân thiện. Tư thế ngồi nghiêm, cứng nhắc, cho biết người này cứng nhắc, bảo thủ và nguyên tắc. Khoanh tay có nghĩa là tôi đang phòng thủ, hoặc tôi không đồng ý với anh. Ngồi khoanh tay trước ngực là kiêu căng, bất lịch sự. Khoanh tay trên bàn cho biết họ thụ động, thiếu tự tin. Khoảng cách khi giao tiếp. Khoảng cách
giao tiếp nên giữ mức vừa phải, vừa đủ tạo ấm cúng thân thiện. Ví dụ khi đi phỏng vấn xin việc, khoảng cách tiếp xúc quá gần làm cho ứng viên không thoải mái, giống như họ đang bị uy hiếp, gây ra mất bình tĩnh cho họ. Ngược lại, khi nói chuyện với người yêu, người thân mà giữ khoảng cách quá xa thì tạo nên sự xa cách, không có thân mật gì hết. Dấu hiệu không thoải mái đó là đu đưa, móc chân, móc tay, nhìn chằm chằm. Những điều nên tránh trong giao tiếp là xem đồng hồ, ngắm móng tay, nhìn đi chỗ khác, ngáp vặt, không trực tiếp đối mặt khi đang nói chuyện. Khách hàng sẽ nghĩ ta không có hứng thú giao tiếp. Gãi đầu, gãi cổ, ngoáy tai, ngoáy mũi, rung đùi, nhổ râu, xỉa răng, vân vân bị đánh giá thuộc người văn hóa thấp, văn hóa lùn, bất lịch sự. Xoa cằm khi nhìn ai đó thì họ sẽ nghĩ rằng ta đang đánh giá, phán xét về họ. Quá áp sát người ta khi nói chuyện, trừ sự thân mật, thì cho thấy cảm giác khó chịu, cảm thấy bị lấn át. Nhìn xuống khi giao tiếp, khách hàng sẽ nghĩ ta không quan tâm hoặc tỏ ra kiêu ngạo. Khoanh tay trước ngực, khách hàng sẽ cho rằng ta đang ở tư thế tự vệ hay không đồng tình. Cử động hoặc lắc lư cơ thể, thay đổi chân quá nhiều cho thấy đang sốt ruột về điều gì đó, muốn nói nhanh cho xong chuyện. Nhìn chằm chằm vào người nói chuyện, bị cho là hợm hĩnh hoặc đang bực tức điều gì. Lấy tay che miệng khi giao tiếp, khách sẽ nghĩ rằng ta không cởi mở và nghi ngờ. Kết thúc bài 6, chúng ta đã tìm hiểu hành vi phi ngôn ngữ trong giao tiếp. Hy vọng các bạn ứng dụng thành công. Hẹn gặp các bạn video sau.